Chào mừng các bạn đến với set 3 nha các bạn, giải vô địch bóng chuyền bãi biển 22 đồng đội quốc gia 2020. Trận này là trận cuối cùng của giải các bạn, khi hai đội hòa một đều. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh ra bóng. Sanet Khánh Hòa có Quốc và Vinh, còn thành phố Hồ Chí Minh có Lâm Tới và anh Đăng nha các bạn. Điểm 0-0. Điểm cho Khánh Hòa 1-0. Điểm 1-0. Đội điểm cho thành phố Hồ Chí Minh 1 đều. Số 1 ra bóng. Điểm 1 đều. Đội điểm cho Khánh Hòa 2-1. Điểm 2-1. Sạc bóng giật lưới ăn điểm nha bạn. Điểm cho Khánh Hòa 3-1. Điểm 3-1. Bóng tốt, đội điểm cho thành phố Hồ Chí Minh 2-3. Set này là set 3 nên đánh 15 điểm tới nha các bạn. Điểm 2-3. Đập bóng tốt. Đập bóng huy lực. 4-2. Số 2 cho bóng. Điểm 4-2. Trận bóng tốt. Điểm cho Khánh Hòa 5-2. Điểm 5-2. Đập bóng nguy lực. Bóng tốt. Điểm cho thành phố Hồ Chí Minh 3-5. Số 1 ra bóng. Điểm 3-5. Vẫn còn các bạn. Nỗ lực cứu bóng không thành công. 6-3. Số 1 ra bóng. Điểm 6-3. Để cho thành phố Hồ Chí Minh 4-6. Mời hai đội đổi sân. Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo, sau khi kết thúc trận đấu trên sân, ban tổ chức sẽ tiến hành làm lễ bế mạc và trao giải nhất nhì ba cho các đơn vị đạt giải thưởng tại giải bãi biển 22 đồng đội Nam Quốc gia năm 2020.
điểm 46. Không tốt, điểm là Khánh Hòa 7-4. Điểm 7-4. Bóng ngoài. Bóng ngoài. Điểm cho Khánh Hòa 8-4. Đội thành phố Hồ Chí Minh xin hữu ý các bạn. Đội thành phố Hồ Chí Minh xin tạm dừng. Ba đội vào sân tiếp tục thi đấu. Số 2 Khánh Hòa cho bóng, điểm 8-4. Điểm 8-4. Đá bóng tốt, đội điểm cho thành phố Hồ Chí Minh 5-8. Số 1 cho bóng. Điểm 5-8. Bóng trong sân. Là bóng tốt, điểm cho Khánh Hòa 9-5. Điểm 9-5. Là bóng tốt, đội điểm cho thành phố Hồ Chí Minh 6-9. Mời hai đội đổi sân. Điểm 6-9. Chặn bóng tốt. Điểm cho thành phố Hồ Chí Minh 7-9. Điểm 7-9. Đá bóng tốt. Điểm cho thành phố Hồ Chí Minh 8-9. Điểm 8-9. Bóng ngoài 9 đều. Bóng ngoài. Điểm cho thành phố Hồ Chí Minh 9 đều. Đội điểm cho Khánh Hòa 10-9. Số 2 cho bóng. Anh Đăng có dấu hiệu chuột cút các bạn ơi. Điểm hiện tại Khánh Hòa 10, thành phố Hồ Chí Minh 9. Set 3 nha các bạn, set cuối cùng. Đánh 15 điểm. Thank you.
mời hai đội vào sân tiếp tục thi đấu. Anh Đăng đã hồi phục nữa các bạn. Trận đấu tiếp tục. Số 2 Khánh Hòa giao bóng. Điểm 19. Đá bóng tốt, điểm cho thành phố Hồ. Đá bóng tốt, điểm cho thành phố Hồ Chí Minh 10 đều. Mời hai đội đổi sân. Số 1 thành phố Hồ Chí Minh giao bóng. Điểm 10 đều. Đá bóng tốt. Điểm cho Khánh Hòa 11-10. Điểm 11-10. Đội điểm cho thành phố Hồ Chí Minh 11 đều. Số 2 giao bóng. Đổi lại điểm cho thành phố nha các bạn, 12-11. Cơ hội lại được nghiêng về cho team thành phố Hồ Chí Minh. Lỡ chạm lưới, đổi điểm cho Khánh Hòa 12 đều. Điểm 12 đều. Bóng ngoài, điểm cho Khánh Hòa 13-12. Khánh Hòa 13. Số 2 Khánh Hòa giao bóng. Điểm 13-12. Chặn bóng tốt. Điểm cho Khánh Hòa 14-12. Điểm 14-12. Lỗi chạm lưới của Lâm tới. 15-12. Kết thúc trận đấu. 15-12. Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1. Sau đó ban tổ chức sẽ tiến hành làm lễ bế mạc trao giải cho các đội đạt giải nhất, nhì và ba. Sanet Khánh Hòa vô địch tại giải lần này nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các video sau nhé.